Ok, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ichimoku Việt Nam. Và em là Mr. Moon ITB. Hôm nay thì cũng rất vui khi có thể là đem đến cho mọi người một cái video về một cái nhóm ngành mà chắc hẳn quý chị cũng đã thấy là trong cái thời gian gần đây đang có những cái sự tăng giá rất tích cực và cũng sẽ có rất nhiều những cái kỳ vọng từ nay cho đến cuối năm. Đó chính là nhóm ngành thép quý chị. Đó thì ở cái nhóm ngành thép này thì sau một cái đợt điều chỉnh vào hôm thứ Sáu vừa rồi quý chị, các cái mã cổ phiếu là bị đạp vào phiên ATC thì nó sẽ hình thành được chúng ta những cái điểm mua. Đó, sẽ bắt đầu hình thành lại cho chúng ta những cái điểm mua mà chúng ta đang chờ đợi quý anh chị nhé. Sau những cái điểm mua tại vùng hỗ trợ với cái sự khuyến nghị của em Mr. Moon, thì bây giờ nhóm ngành thép lại bắt đầu xuất hiện những cái điểm mua và kỳ vọng lợi nhuận rất tốt trong thời gian tới quý anh chị. Vậy nên là để biết điểm mua như thế nào thì cũng hy vọng quý anh chị có thể là theo dõi kỹ cái video ngày hôm nay của em ha. Rồi, thì trước khi bắt đầu vào video, rất mong quý cô chú anh chị có thể là để lại cho em Mr. Moon một lượt like cũng như là những cái lượt chia sẻ để tăng tương tác cho video. Đó, quý anh chị nào mà có yêu mến em thì có thể là comment những cái trái tim màu tím xuống phía dưới phần bình luận hoặc có thể là đặt lại những cái câu hỏi ở dưới bình luận thì em sẽ hỗ trợ mọi người giải đáp cũng như là có thể là giúp cho mọi người có thêm những cái góc nhìn về các mã cổ phiếu mà mọi người quan tâm. Quý anh chị nào mà cần được em tư vấn hay cần có những hỗ trợ riêng thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại ở trên màn hình là 0888381802 hoặc qua nhóm Zalo em có để ở góc bên trái đây, quý chị góc bên trái này, quý chị có thể quét vào ngay trên đó thì mọi người có thể là tham gia Zoom để có thể là trao đổi cùng các vị nhà đầu tư khác cũng như là có thể trao đổi trực tiếp với anh em ITB ha. Rồi, bắt đầu vào video ngày hôm nay thì mã đầu tiên em muốn khuyến nghị mọi người mua đó chính là Hòa Phát quý chị. Về điểm mua của Hòa Phát thì như em thấy nhá, thì Hòa Phát đã vừa trải qua một cái giai đoạn đó là vượt đỉnh rồi. Cổ phiếu đang tích lũy lại ở trên vùng đỉnh ngắn hạn quý chị. Vậy nên là đây sẽ là cái vùng mua rất tốt cho Hòa Phát. Và cái chiến lược mua của Hòa Phát sẽ là sao quý chị? Thì đây, em hôm nay em có là ngồi lọc cổ phiếu và hình thành lên một cái chiến lược mua cho mọi người. Mọi người có thể tham khảo trực tiếp trên màn hình. Đó chính là điểm mua thăm dò Hòa Phát ở vùng giá 28.8 cho đến 29. Tỷ trọng là từ 20 đến 30% và mua gia tăng theo chiều lên hoặc khi về 28.5. Mục tiêu sẽ về 33-34, dài hạn sẽ là về 4x, khuyến nghị từ ngày 15 tháng 6. Thì tại sao lại có khuyến nghị này quý anh chị? Thứ nhất, vùng 28.8 đến 29 thì hiện tại đang là cái vùng hỗ trợ mạnh của Hòa Phát trên khung đồ thị H1. Trong ngắn hạn từ 2 đến 3 ngày tới, nhiều khả năng Hòa Phát sẽ có thể test về lại cái vùng đó trước mắt để xem test xem là lực cầu vào cái nhóm ngành này có tốt không. Nếu tốt thì cổ phiếu sẽ hình thành một cái đáy ngắn hạn tại cái vùng 28.8-29. Đó, hoặc là nếu lực cầu không tốt thì cổ phiếu sẽ có thể quay lại test vào cái vùng hỗ trợ mây cũng như là giao găm trên khung H1 là vùng 28.59-28.5. Đó thì đấy sẽ là những cái vùng mua rất tốt cho quý chị nhà đầu tư. Đó, thế nên là mọi người có thể mua thăm dò. Đó, còn cái về cái target đấy rồi, còn cái cắt lỗ thì sao? Cắt lỗ thì đối với Hòa Phát em nghĩ là mọi người nên đầu tư chúng vào dài hạn, là cái cắt lỗ em nghĩ là không nên đâu. Vì Hòa Phát từ này cho đến cuối năm nó còn quá nhiều những cái lợi thế cũng như là những cái kỳ vọng quý vị. Vì là cuối năm nay theo như dự kiến là nhà máy gáng thép Bình Quất 2 sẽ đi vào hoạt động những cái lò cá đầu tiên. Thế nên đấy sẽ là những cái tín rất tốt cho Hòa Phát quý vị. Vậy nên là nếu mà đầu tư Hòa Phát thì em nghĩ ở cái vùng giá này mọi người đầu tư thì yên tâm không lỗ được. Có giảm xuống thì mọi người mua thêm thôi ha. Đó, Hòa Phát thì còn cái target tài sản này là 33-34. Thì ở đây em cũng giải thích cho mọi người luôn, đó chính là bình thường để không biết là mọi người xác định những cái vùng đỉnh vùng đáy như thế nào. Nhưng em thì em sẽ áp dụng rất là nhiều các cái hình rất nhiều những các cái khác nhau để có thể là suy ra vùng đỉnh vùng đáy. Và ví dụ như hôm nay thì em sẽ có thể là giới thiệu cho mọi người một cái phương pháp để mọi người có thể xác định ở đâu sẽ là cái vùng đỉnh tiếp theo của cổ phiếu. Thì đây, mọi người có thể là thường nha, em sẽ dùng nó trên khung tuần thì nó sẽ chính xác hơn là khung ngày quý anh chị. Khung tuần, quý anh chị vẽ một cái Fibonacci thoái lui từ đỉnh. Đó, thì quý anh chị sẽ có được cái vùng chốt lời của Hòa Phát, nó chính là nằm từ vùng 34. Quý anh chị quanh cái vùng 34. Đó, thì nên là em mới đặt cho mọi người một cái mục tiêu là từ 33 đến 34. Chắc chắn luôn là cái này nó sẽ không chính xác được như Ichimoku đâu quý anh chị. Đó, thì em nghĩ là nó sẽ quanh cái vùng này. Còn là đi xem nó không khá. Tháng thì Hòa Phát đang có cái cản mây thôi quý chị, không có gì cả. Có cái cản mây và cái vùng cản thì nó cũng quanh ở đấy thôi.
Thế nên quý anh chị lưu ý nhá. Nếu bắt đầu từ phát này, mục tiêu sẽ là bà từ cho ngắn hạn, còn dài hạn thì chắc chắn luôn là phải về đỉnh cũ quý anh chị. Tiếp theo là chúng ta có hòa sen nhá. Như hòa sen quý anh chị thấy vẽ rất long măng đây, em đang phân tích cho mọi người. Thì ở hòa sen đây thì về bản chất nhá, em vẫn sử dụng cái Fibonacci thoái lui đó để xác định đâu sẽ là cái vùng đỉnh tiếp theo của hòa sen. Thì đợt vừa rồi em có dùng rồi và xác định được cái vùng đỉnh. Thì bây giờ đối với hòa sen thì tiếp theo chúng ta sẽ có một cái vùng target là vùng 27 quý chị. 27 sẽ là vùng target cho hòa sen trong ngắn hạn, và vùng 32.5 cho đến 33 sẽ là vùng target cho hòa sen trong dài hạn, từ 2 đến 3 tháng, còn ngắn hạn là từ 2 đến 4 tuần quý chị ha. Thì ngoài giá nữa thì quý anh chị có thể là tham khảo một chiến lược mua này của em. Đây. Điểm mua của hòa sen trong lần tới này sẽ là 23 cho tới 23.5. Target là 27 cộng trừ 0.3. Cắt lỗ đóng nến dưới 22.2 và chờ phục hồi về vùng cân bằng rồi bán. Cân bằng nhá, không phải cân bằng. Cân bằng quý anh chị, kiểu chữ G. Phục hồi về vùng cân bằng rồi bán. Thì tại sao lại là target là ngắn hạn là 27 và target dài hạn? Ở đây có target dài hạn thì có đúng không? Em cho quý anh chị thêm một cái target dài hạn đấy nhá. Target dài hạn đấy quý anh chị thấy 33. Target đây. Trúng hạn đi. Hạn là 32.5 đến 33. Cắt lỗ là đóng đến dưới 22.2 rồi chờ phục hồi về vùng cân bằng rồi bán. Thì tại sao lại là cái vùng ngắn hạn là 27 mà dài hạn thì lại là 33, 32.5? Thì thứ nhất theo Fibonacci thoái lui này, cái vùng kháng cự tiếp theo của nó sẽ là vùng 27.3 trên Fibonacci thoái lui, và theo Fibonacci mở dòng thì cũng là 27 quý chị. Quý chị xem hoa sen đánh đúng bài không? Đánh đúng bài luôn, từ trần sóng này lên đỉnh Fibonacci thoái lui, sóng 1, sóng 2 điều chỉnh, sóng 3 tăng đúng lên đỉnh luôn. Quý chị vùng 24.5 này. Thì bây giờ sóng 2 bắt đầu hình thành rồi. Đây, bây giờ đây sóng 1, sóng 2, sóng 3. Thì em đang kỳ vọng là cái vùng của nó ở đây. Thì có thể là cái quý chị có thể cho cái đáy này nó xấu xuống một chút. Nếu mà xấu xuống vùng 33, 23 thì cái đỉnh của nó loanh quanh 27 thôi, 26.75. Thì em đang kỳ vọng là đấy nó sẽ tạo một cái đáy ở đây luôn, 24.5 luôn. Thì để cho cái vùng đỉnh của chúng ta sẽ là 27 quý chị ha. Em ghi 27 cộng trừ 0.3 này. Đúng chưa? Thì có đúng là nếu mà chỉnh về 23 thì cái vùng đỉnh của nó sẽ nằm ở 26.75 thì cũng cộng trừ 0.3 rồi còn gì. Quý anh chị lưu ý nhá. Thế nên là nếu mà mình muốn đầu tư với hoa sen thì có thể tham khảo cái chiến lược này của em. Điểm mua, điểm bán, điểm chốt lời ngắn hạn, điểm chốt lời trung hạn, cắt lỗ có hết rồi. Mọi người cứ tuân thủ đúng chiến lược là mọi người sẽ có những cái điều đầu tư thành công thôi. Như cái đợt sóng 1 này của hoa sen này, em đã tham gia thành công với sóng 1 này của Asen và em ăn sóng 2, em không ăn sóng 1 quý anh chị. Sóng 1 đây là sóng ở vùng đáy, em ăn sóng 1 này với Hòa Phát rồi. Sóng 2 em chuyển của Hòa Sen vì em thấy là Hòa Sen từ này đến cuối năm nó cũng có rất nhiều những cái triển vọng quý anh chị. Đây như một cái bài báo này có trích dẫn này của trên người quan sát này. Doanh nghiệp thép nào có thể hướng lời lớn nhất khi tốn mã Trung Quốc, Hàn Quốc bị áp thuế? Thì mới gần đây Bộ Công Thương cũng đã ra cái quyết định đó chính là điều tra áp thuế trong bán phá giá đối với thép Trung Quốc, thép mạ, tố mạ Trung Quốc và Hàn Quốc quý chị. Trước đó thì là có những cái đơn yêu cầu nộp đơn trong bán phá giá của Hòa Phát và Formosa. Thì có các doanh nghiệp như Hoa Sen cũng như Nam Kim cũng có nộp một cái đơn là kháng thì nhưng mà cũng đang trong quá trình điều tra, cho nên là chưa có kết luận gì quý chị. Thế nhưng mà cho dù nếu mà không ấy nhá, cho dù không áp thuế thì Hoa Sen vẫn hưởng lời. Vẫn hưởng lời vì bản chất là doanh nghiệp vẫn có giá thép rẻ hơn và cạnh tranh được với nhóm rất đầu như Hòa Phát và Formosa. Và nếu trong trường hợp giả dụ như có được thông qua thì trong trung hạn của anh chị Hòa Sen vẫn được hưởng lời. Cái quá trình điều tra này rơi vào khoảng 6 tháng cho đến 1 năm. Thì nếu kể cả cho dù có áp thuế thì Hòa Sen vẫn là một trong những doanh nghiệp hưởng lời tốt nhất. Vì sao? Như doanh nghiệp này là phân tích rất giống em của anh chị. Và cái điều này em đã chỉ ra cho mọi người từ trước rồi. Từ trước khi Hòa Sen nó vào sóng, nó đang ở cái vùng này này quý anh chị. Nó đang ở vùng 21.4 này này. Chưa có một doanh nghiệp, chưa một công ty chứng khoán nào lúc ý khuyến nghị mọi người là nên mua hoa sen quý anh chị. Đó, chưa có doanh nghiệp nào khuyến nghị mọi người và chỉ ra cho mọi người là đang có 12.000 tỷ hàng tồn kho và lợi nhuận dự kiến năm nay sẽ rất tốt, lên đến khoảng từ 800 cho đến 1.000 tỷ quý anh chị, vượt gấp đôi so với mục tiêu. Không ai dự báo những cái ý hết.
Lúc đó em có em lên em dự báo thôi. Cái vùng này khoảng 24 tháng 5 các anh chị, 22 24 tháng 5. Hai cái mã mà em khuyến nghị mọi người duy nhất HAH và SEN của anh chị. Quý anh chị thấy nó chạy bóc không? Nhắc đến HAH thì hôm nay nó không phải cái chủ đề về HAH thôi, nhưng mà em cũng vẽ cho mọi người bằng cái Fibonacci này và đúng đỉnh 55 51.7 quý anh chị. Đúng 51.7 em khuyến nghị bán. Đúng đỉnh luôn. Đó. Và vùng mua thì cũng là đúng chân sóng, mua vào vùng giá gầm 41.4. Chốt lời đến hơn 20% quý anh chị. Đó. Còn hoa sen này thì cũng thế thôi. Hoa sen này lên đến đây chỉnh, giờ lại ôm thì chỉnh tiếp quý chị ha. À, giờ em lại cho vào hàng hộp ATC rồi, thì bây giờ quý chị cũng có thể cánh cái chiến lược này để mọi người tham gia. Tiếp theo là có Nam Kim này. Nam Kim thì có thể yếu hơn hoa sen một chút quý chị. Chiến lược thì em cũng lên cho mọi người rồi. Vùng mua là từ 25.25 cho đến 25.7. Target về 34.5 35. Cắt lỗ là thủng 24.6. Ở chờ về hồi về vùng cân bằng vừa bán. Đó. Thì đấy sẽ là cái chiến lược của Nam Kim. Thế nhưng mà target này làm để target trúng hạn nhá. Còn là ngắn hạn đây. Vừa nãy có ngắn hạn này. Ngắn hạn là về vùng em đó luôn. Em áp luôn này. Bắt đầu em ví dụ như cái này nhá, ngắn hạn cái này đang ở 28.5 28.7. Thì đây em áp theo cái này luôn đi. Đó, thì kỳ vọng cũng sẽ về 28.5. Đó quý chị nhá. Nam Kim quý chị thử theo dõi thì em khẳng định luôn là có thể Nam Kim nó sẽ không mạnh bằng Hoa Sen được này. Thế nhưng mà về cái đường đi của nó hai con như nhau. Nó chỉ lệch nhau khoảng 1-2% thôi quý chị, nên cứ yên tâm ha. 28.5 cộng trừ 0.2 quý chị ha. Rồi, còn trúng hạn là 34-35. Cắt lỗ thủng 24.6, chờ hồi rồi bán. Đó. Thì là quý anh chị cũng áp dụng này. Hoa Sen thì yếu hơn một chút quý anh chị. À, đặc biệt là sóng đầu này. Sóng đầu của Hoa Sen này. Sóng đầu của Hoa Sen đánh nó đến đường có đường 0.7 thì quý anh chị không đánh đến đường 1 như của Hoa Sen. Nam Kim chỉ đánh đến 0.7 thôi. Thế nếu mà như đợt này Hoa Sen mà chỉ Hoa Sen đánh tốt hơn thì quý anh chị nên cân nhắc Hoa Sen hơn. Đó thì chính vì lý do đó này em chọn Hoa Sen thấy vì em chọn Nam Kim quý anh chị. Đó. Nếu mà quý anh chị chọn Nam Kim thì vẫn tốt, bản chất cái lợi nhuận của nó vẫn như nhau quý anh chị ha. À, lên đến vùng này mọi người có thể cành bán này. Trạng thái giờ đang rất tốt rồi, giữ được khách sạn. À, Nam Kim thì vẫn đang giữ được khách sạn dưới cái vùng H1. Thì cái vùng điểm mùa 25.25 thì nó sẽ là ở dưới này. Và cái điểm 25.7 thì nó sẽ là cái hỗ trợ ở đây. À, thì mọi người có thể cân nhắc mua trong cái vùng này. À, cắt lỗ thì phải thủng rồi mới bán quý anh chị ha. À, mua tại các điểm giao gắm này của các cái ngành mà đang có sóng quý anh chị thì nó rất là tốt. À, thì đấy là hai mã rồi đúng không? À, tiếp theo mã cuối đi. Ba mã rồi, bây giờ mã cuối đi. Mã cuối thì là GDA quý anh chị, đấy mã mới thôi, mã này mới lên sàn này. Chiến lược mua của em đây. Mã này thì có một cái hơi khác hơn so với các doanh nghiệp kia quý anh chị. Thì cái vùng mua của nó thì mọi người nên lưu ý một chút. Vì là mã này nó tương đối nhỏ và cái thanh khoản không cao, khoảng 600.000 cổ phiếu thôi. Đó. Thế nên là mọi người cần phải chú ý ở cái phần giao dịch. Đó chính là quý anh chị nào mà nắp lớn khoảng 50 tỷ em nghĩ thì không nên tham gia. Nếu khoảng 1-2 tỷ tham gia mã GDA này thoải mái ha. Thế nhưng mà thực ra mã GDA này mới là mã mà đem lại lợi nhuận tốt quý anh chị. Đó. Doanh nghiệp này thì nhỏ thôi. Đó, thế nhưng mà về cái lợi nhuận nó đem lại rất lớn quý anh chị. Thế nên là đợt này nó kéo sóng mới mạnh như vậy chứ. Quý anh chị thấy là đi tích nền lâu chưa? Tích nền rất lâu và từ cái vùng điểm miết là nó ở giá 40 quý anh chị. Đó. Nên là em nghĩ là đợt này sau khi mà cổ phiếu tích lũy lại tốt thì nó sẽ đánh lại vùng 40. Nên là em cho mua khuyến nghị vùng 30.8 đến 31.5. Target vùng 40, cắt lỗ đóng nến thủng 29.8 với vùng lớn thì chờ hồi rồi bán. Ý giá, cái mã này thì không dùng Fibonacci được rồi. Nó còn mới quý anh chị. Cái gì mới thì cái tiềm năng của nó vẫn sẽ có, nhưng mà cái rủi ro thì sẽ đi cùng, thế nên mọi người lưu ý ha. Thì đấy sẽ là cái vùng mua em khuyến nghị mọi người với mã GDA. À, thì vừa rồi em có khuyến nghị đưa cho mọi người là 4 mã cổ phiếu
với 4 cái vùng mùa. À, tại sao em lại lựa chọn nhóm ngành thép với chị? Vì nhóm ngành thép là nhóm ngành tứ trụ của VN-Index, VN-Index. Thì với cái nhóm tứ trụ này thì nếu như mà cổ thị trường tăng thì cần có nhóm một trong bốn nhóm dẫn dắt, đó chính là bánh, trứng, thép, bất động sản. Đó. Thì bây giờ bất động sản là ở kênh dưới của anh chị. Bất động sản ở kênh dưới giờ muốn tăng lên rất nhiều kháng cự. Hay như ngân hàng thì cũng đang trong cái quá trình hồi phục. Đó. Còn chứng khoán thì là nhóm ngành duy nhất có thể chạy cùng cái nhóm thép này thì cũng đáng vận động, nó cũng không tốt lắm của anh chị. Nhưng mà tất nhiên là vẫn sẽ có những cái cổ phiếu có điểm mua nhá, em thấy nhá. Giờ sẽ có rất nhiều cổ phiếu có điểm mua. Và em sẽ có thể khuyến nghị cho mọi người được. Thì có thể là hẹn gặp lại mọi người vào cái video ngày mai đi. Hoặc tối ngày hôm nay em sẽ phân tích cho mọi người về nhóm chứng khoán. Còn hôm nay là nhóm thép. Thì mọi người có thể là tham khảo những cái điểm mua điểm bán này của em thì có thể phục vụ ngay vào hôm thứ hai ha. Còn nhóm của em thì em đã khuyến nghị mọi người mua từ hôm thứ sáu rồi. Đó. Mọi người cứ chờ hôm thứ hai, em nghĩ là nếu mà nó rút nhịp nữa, vì thứ sáu em mới chỉ mua khoảng 30% thôi. Thứ hai chỉnh lại mua tiếp của anh chị. Vậy ha. À, thế nên là cũng rất mong mọi người có thể là theo dõi cái video này và có thể là có cho mình được những cái mã cổ phiếu cũng như là những cái điểm mua điểm bán hợp lý để có thể đánh cái cơn sóng tăng này cùng em Mr. Bull. Đó, và nếu như quý anh chị nào mà có thích cái cách phân tích của em cũng như là thích cái cách tư vấn của em thì có thể là liên hệ trực tiếp với em qua số Zalo em có để trên màn hình này, ngay ở bên tay phải này, ngay bên tay phải quý anh chị là 0888381802 hoặc là quét cái Zoom Zalo bên tay trái này để vào Zoom Zalo trao đổi cùng anh em trong đó nhá. Đó, thì ở trên đó em sẽ cập nhật điểm mua điểm bán như là những cái thông tin mới nhất quý anh chị ha. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi những cái chuyện video ngày hôm nay. Đó, thì một lần nữa cũng rất cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video và phiên livestream tiếp theo của em Mr. Bull ITB nhá. Xin chào.